Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ mới có 6 rưỡi sáng thôi và em sói chuẩn bị ăn sáng. Thì nếu như mà bạn nào muốn biết là bây giờ em sói ăn sáng như thế nào thì đây, đồ ăn sáng của em sói đây. Em sói dạo này ăn sáng người lớn lắm rồi. Đây là cereal ngô với sữa tươi và đây là đào. Cắt miếng ra để trong này. Sau đấy thì là mình sẽ làm thành những cái miếng nhỏ nhỏ vừa miệng để em sói ăn, và em sói rất thích cái món này. Cháu nhờ, hay ăn à mì ấy. Cháu đang xem một ít gọi là học hành tivi buổi sáng đấy ạ. Đúng rồi, em đói đây rồi. Đây để mẹ lấy cho em ăn nhá. Ui, đợi mẹ tí nào. Cá bồ bồ. Cá bồ bồ. Mọi người nhìn em sói đây. Sao con lại ngồi vào trong đấy? Con ngồi vào trong đấy hỏng cái ngăn kéo của mẹ thì sao? Mọi người biết vì sao em sói ngồi vào đây không? Tại vì là cái ngăn này ba sói đã để lại cái miếng vách để làm tầng ở trong cái ngăn này như thế này lại, nên là em sói không chui vào được, nằm ở dưới góc này được. Thế nhưng mà đến lúc chui ra thì lại không chui ra được con nhờ. Nên là bây giờ em tìm ra gọi là cái ngóc ngách mới. Đây là cái ngăn kéo để ngồi vào. Trời ơi, trời à. Con ơi, con ơi, quay đây mẹ xem nào. Tại sao lại quay mặt đi như trẻ? Thôi được rồi, thôi mẹ để con chơi nhá. Nhà của con, phòng của con. Này, hết ngồi lại đứng lên thế à? Con trèo khẩn trương ra ngoài cho mẹ, nhanh lên. Con không phải nháy mắt, không phải giả vờ. Nháy mắt cái gì đấy? Giả vờ cái gì đấy? Này, sói kia. Con ơi, con có thể nhảy ra ngoài được không? Con làm ơn nhảy ra ngoài cho mẹ được không? Đúng rồi, mẹ cảm ơn em. Tại vì là em bây giờ khá là nặng rồi. Em đứng vào trong đấy mà tự nhiên nó lại gãy mất cái đấy thì sao? Đúng rồi, thôi em ra chơi đồ chơi của em đi. Mẹ cảm ơn em. Thanks baby. Hôm nay thì mình vẫn còn đang ốm nên là mình chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, chứ không đi ra ngoài. Nên là mình sẽ không trang điểm. Với lại là cứ hắt xì sổ mũi xong cứ quệt 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 như này là tốt nhất là không nên trang điểm. Sói kia. Còn mình thì đang xem cái TV show gọi là Heroes. Có lâu lắm rồi. Này, con làm cái trò gì đấy? Bây giờ em sói có cái kiểu là cứ tinh vi ngồi trên bàn chuẩn bị đứng dậy này, đứng dậy này, đứng dậy này. No. Không. Con không được đứng dậy nghe chưa? Đứng dậy là ngã. Này, 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 này. Xuống. Xuống khẩn trương. Nhanh lên. Xuống. Con xuống, con nhảy vào cái ghế này con xuống, nhanh lên khẩn trương. Nhảy vào cái túi bin bag này con xuống. Xuống đấy nhá. Xong tì bụng vào cái bàn là đau bụng đấy. Thằng âm này. Cái thằng âm này. Rồi xuống rồi. Suốt từ hôm qua đến giờ em sói biết trèo lên cái bàn đấy, xong là cứ ngồi ngồi xong đợi đợi mọi người nhìn, xong rồi giả vờ dần 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 đứng dậy, nhưng mà biết ấy, biết là mình nói là không được như thế thì lại ngồi xuống. Hâm lắm ý, trẻ con mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày có một cái trò khác nhau ý nhờ. Sói biết là ba đang ở trong cái phòng đấy, là đang gọi là biểu tình để được vào đấy, không được vào trong đấy. Sao lại cắn? Vào ra, vào chân tôi. Bỏ chân mẹ ra. Khẩn trương. Không. Sói kìa. Cắn mẹ đau đấy. Nào, nào, nào. Dừng ngay cái cho cắn cấu lại nhá. Ôi ghê quá. Có cả mũi kìa. Ghê quá. Thế ra đây mẹ lau mũi cho nào. No. No. Cẩn thận. Để mẹ lau mũi cho nào.
Cẩn thận không ngã cái bụp một cái xong lại đập đầu vào cái đầu đấy nhá. Nào để mẹ lau mũi cho. Ghê quá, yuck kì. Yêu, yêu. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Tránh ra tôi ra. Tránh ra tôi ra, tránh ra tôi ra, tránh ra tôi ra. Tránh ra tôi ra. Này con ơi. Lại trèo vào xe à? Đứa nào đổ xe xuống đấy? Hử? Đứa nào đẩy đổ cả xe xuống thế này? Đẩy xuống thế này làm sao mà chơi được nữa? Đây. Nào 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 nào, nào con đứng xuống. Con đứng xuống, đứng xuống mẹ lật lại cho. Đây. Rồi, bên này. Con vào trong xe chơi đi. Đi vào bên này cơ mà, cửa thì không vào mà cứ phải trèo thì mới chịu cơ. Thằng Hâm này. Ôi giời ơi. Nào, trèo vào ngồi nghiêm túc. Ốc, đập đầu vào kính rồi. Quay lại. Quay lại, lái xe thì phải quay lại nhìn ra đằng trước chứ. Bác này lái xe không nhìn à? Hả? Ừ? Bác này lái xe không nhìn à? Ừ? Lại có vụ thảm sát xe điên bây giờ. Là đây mẹ đẩy cho tí nè. Mẹ đẩy một tí thôi nhá, mẹ mệt lắm. Đẩy gọi là vớ vẩn ở trong nhà thôi nhá. Quay lại nè. Quay lại nè. Thầy ơi. Bíp bíp. Bác cho tôi kiểm tra giấy tờ với, bác đã có bằng lái chưa? Ê. Này. Ồ thôi tôi không kiểm tra nữa, tôi lại đẩy bác nè. Tôi đẩy bác đi nè. Ôi trời ơi, bác này gớm quá. 1, 2, 3, go. Nào. Bác ơi, bác vượt đèn đỏ à? Bác có giấy tờ tùy thân không nhở? Bác cho mẹ xem nhở. Bác tài. Mí, ôi dù vặn vô lăng. Coi đâu. Thôi chơi một mình đi, mẹ mệt lắm rồi con ạ. Bye. Yeah, ba, 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 ba. Em ăn trái gì vậy? Ừ? Em ăn nut bar. Ừ? Ngon không em? Ngon nha. Ngon ta. Ngồi lên xe ăn à. Là mẹ giữ cho mày ngồi lên à. Ăn chi? Em ăn chi? Nhầm 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 nhầm. Nhầm 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 nhầm. Kikabu. Ngon chê nhỉ? Ngon chê. Cho mẹ mí. Cho mẹ một mí. Đóng cửa đúng rồi. Thật dễ an toàn và. La 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 la. À, la 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 la. Con ăn đi. Ăn chi? Ăn nhầm 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 đi. Đúng rồi. Nhầm 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 à. 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 Mình với em sói sẽ sang nhà ông bà nội chơi một tí. Đợi ba sói 2 tiếng nữa làm việc xong thì cả nhà hôm nay sẽ đi công chứng một ít giấy tờ con nhờ. Để làm gì ấy? Để làm cái giấy miễn thị thực 5 năm cho em sói. Để khi nào mà tiện ấy thì chỉ cần book vé đi du lịch về Việt Nam thôi. Không cần phải xin visa con nhờ. Nào đi nào, đội mũ vào nhá. Đội mũ vào, ngoài đường nắng lắm con ạ. Đúng rồi. Đi nè. Hai mẹ con vừa sang nhà bà thì bác không ở đấy. Bà với bác lại định sang bên nhà sói. Tại vì bên nhà sói thì có điều hòa từng phòng một, nên là dùng nó sẽ tiết kiệm hơn bên nhà bà. Bên nhà bà thì điều hòa tổng cả nhà, nên là nếu mà bật thì bật cả nhà luôn. Nên là bác với bà muốn sang đây ngồi cho nó mát. Bên sói đây.
Em sói đang làm gì đấy? Con làm gì đấy con? Đi ra đây. Vẫn đội mũ. Nào con đi ra ngoài này, mẹ bật điều hòa lên nào. Nào. Come on. Let's go. Thế con đứng trong đấy nhá. Mẹ ra bật điều hòa lên đây. Trưa nay hai vợ chồng mình cũng chưa ăn gì cả. Nên là bây giờ chắc là mình nấu một ít thịt gà nướng. Bật điều hòa lên nữa. Hả? Không bật được này. Ơ? Sao lại không có tín hiệu gì ấy nhỉ? Hay là đây là cái điều khiển? Đây rồi. Đây rồi. Anh trời chưa? Bam 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 bam. Mẹ làm thịt gà nướng nha. Đây nhà sói. Còn một đống thịt này để làm đồ nướng này. Thịt để làm đồ nướng này. Nướng. Gà ướp sẵn này. Mình sẽ cho cái gà này vào lò nướng cho nó nhanh để ăn trưa. Còn chiều nay mà ba sói thích thì ba sói lại làm đồ nướng. Tại vì hôm nay là thứ sáu mà, nên lại là cuối tuần rồi. Nhưng mà trước khi đấy thì là nhà sói đấy là phải đi công chứng mấy cái giấy tờ cho em sói. Và rất là hay là cái giấy miễn thị thực 5 năm cho em sói là miễn phí, nên là không phải đóng phí gì cả. Còn không biết là làm giấy miễn thị thực cho ba sói thì có miễn phí hay không. Nhưng mà mình thấy ở trong cái giấy điền đấy thì nó không có một cái chỗ nào để mà ghi là trả phí bao nhiêu cả. Nên là chắc là cũng miễn phí luôn. Thế còn hơn là mỗi một lần mà đưa hai ba con về ấy, thì visa cho hai ba con mà làm visa gọi là đi ra đi vào nhiều lần trong vòng 3 tháng ấy. Tại vì nhà sói về xong nhà sói lại thích đi chơi kiểu đi Thái, đi Sinh hoặc gì đấy. Nên là phải đi ra lại phải đi vào. Mỗi một lần như thế ấy, thì visa của ba với con mỗi người là khoảng tầm 95 đô Mỹ. Thì thôi thà làm cái 5 năm đi ra đi vào còn tiện hơn. Với lại là có kế hoạch đi một cái là đi luôn, không cần phải nghĩ đến cái việc là phải xin visa nữa. Sói nha. Con bỏ mũ ra rồi à? Ui giời. Ui giời nhễ nhại chứ. Nha. Thôi mẹ cháu đi nấu thịt gà đây. Thank you.
sói ăn tối xong rồi. Bây giờ thì em sói cũng tắm rồi. Ra ngoài này thì nó hơi tối một tí. Mình sẽ kiểm tra hộp mail một tí, hộp thư. Ba sói thì kêu là bây giờ cả nhà ra ngoài đi bộ, thế nhưng mà ba sói bây giờ lại đang ngồi xem phim dưới kia thì không biết là có đi bộ hay không. Em sói đi theo mẹ làm gì? Ở ngoài này muỗi nó cắn đấy. Mẹ đi ra mẹ kiểm tra thư thôi nhá. Ra ngoài này kiểm tra thư một tí, tại vì mình đang cần một cái thư, đang đợi một cái thư. Cả ngày hôm nay không ra kiểm tra. Mọi người thấy hôm nay em sói giỏi không? Để xem nào. Không. Oh my gosh. Đố mọi người biết mẹ sói vừa sờ về con gì? Con thạch thùng. Đây mình cho mọi người xem cái hoa hồng hôm nay nó nở hết rồi nhá. Không phải là nở hết mà nó nở to rồi, có mỗi một bông. Đây thì cái màu của nó là màu hồng nhạt như thế này này. Ý xinh nhờ đấy. Đang nói chuyện em sói có giỏi hay không thì hôm nay mình bắt đầu cho em sói ăn bằng thìa với cả bằng dĩa, tức là cho em ấy tự ăn. Bình thường thì em sói ăn bốc, thế nhưng bây giờ thì mình luyện cho em ấy tự ăn bằng thìa bằng dĩa. Đây là lần đầu tiên em ăn bằng dĩa luôn. Thế mà em ấy cũng biết ngồi, cũng biết cắm vào thức ăn xong rồi đưa lên miệng ấy nhá. Với lại là mình bắt đầu sẽ luyện cho em ấy từ hôm nay. Thì là em ăn được bao nhiêu thì em no bấy nhiêu. Và nếu mà em đói ấy thì hôm sau em biết là sẽ phải ăn nhiều hơn. Đấy. Ui, đóng cửa này rất là khó. Đây, được rồi. Đây, sở hâm đây. Hâm sao? Gọi ba đi, gọi ba để ra ngoài đi bộ nhá. Được không? Đây, ba sở đây. Daddy, Daddy, we go for a walk. To the park. To tire him out. It's not. No. Come on. Let's go. Let's go, Rafi. Đấy, biết ngay mà. Ba sói mà nói mà không làm ngay á thì kiểu gì là cũng chần chừ, xong rồi là hủy kế hoạch. Nên là mẹ sói phải giục đi ra ngoài đi bộ. Nên bây giờ nhà sói đi ra ngoài, đi ra công viên đây. Nhanh lên. Đi nhanh lên thì mới đuổi kịp ba. Nhanh lên, khẩn trương. Đúng rồi, đấy là hộp mèo, nhanh lên. Mẹ đi đằng sau này. Vỗ tay cái gì mà vỗ tay. Go. Go. Không cần ba dắt tay luôn nhá, tự đi. Come on. Quick. No motorbike. Nhanh lên con, đứng dậy. Như ông cụ non ấy. Nào, nào, lại đứng đây ôm cái cột một lúc đi. Nào, nhanh lên, ta đi khô lắm. Đúng rồi. Đuổi theo ba, đúng rồi. Nào, nhanh lên. Ba mặc áo ba lỗ, con cũng mặc áo ba lỗ nhỉ. Nhưng mà con mặc quần bỉm thì ba không mặc quần bỉm. Come on, let's go. Chơi. Cười ngặt nghẽo rồi. Cười gì đấy? Cười gì anh nhỉ? Dada here. Đi lên trên đường này cho nó dễ con. Đúng rồi. Come on, Rafi. Come on. Nhanh 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 nhanh. Come on, Rafi. Now. Come on. No. Vứt đi, vứt òm đi. Woo. Đúng rồi. Come on, Now. Toto. Toto head. Now. Bye. Okay, bye. Bye, Rafi. Bye, Rafi. Bye. Bye.
Nào, ba mẹ đi đây. Quay lại. Ta, lúc đêm. Lúc đêm. Đấy, có thèm để ý gì đến ba mẹ đâu. Quay lại đây. Rafi. Quay lại đây. Khẩn trương. Yeah, come on. You need to go to the. We need. Cười cái gì? Let's go. That way. Go, go. Nhanh lên, đuổi kịp mẹ. In one specific spot, he's gonna stop and turn over. You know? Look at him. See, see? He's gonna stop. Yeah! Come on! Biết ngay mà cứ đến một cái điểm nào đấy thì kiểu gì cũng dừng lại xong bắt đầu đi ngược lại chứ. Chẳng hâm này. Chẳng hâm này. Quay lại đây. Go. Let's go. Nhanh lên. Công viên thì ở ngay phía xa xa kia rồi. Em con. Khẩn trương không trời. Tối bây giờ trời tối không chơi được đâu. Daddy hear that. Em gọi ba đấy. Daddy. Come on. Go. Wow. Nhanh lên. Tá. Đúng rồi. Nào nhanh lên. Daddy pick him up. Go. Let's go. Quick, make it quick. You can play with the swing. Nhanh lên, ra gần đến công viên thì còn được chơi xích đu nghe, khỏi chưa? Công viên kia rồi. Lắc đầu chứ. Nhanh lên con. Look how clever he is, Ross. Come, come on, swing. Quick. Go to the swing. Daddy pick him to the swing because he gonna go there. Okay, mommy, go for the swing. Bye, Rafi. Bye. On a slide. Can it slide that? Teddy. Tần cá thôi con ạ. That's three taps, thanks. Let's go, Rafi. Nè, đi về nè con ạ. Nhanh lên, ở đây. Đừng có đi ra thùng rác, đi đường này.
này, yên này, ba đằng kia cơ mà. Nhanh, khẩn trương. Nhanh lên. Đi về. Sói về nhà. Thôi, thôi. Con làm gì đấy? Bây giờ thì hai vợ chồng sẽ ngồi xem phim một lúc, sau đấy thì cho em sói đi ngủ. Em sói chắc là chạy hai quãng đường như thế thì mệt lửa rồi. Ba sói mới mua được cái đồ uống này. Natural lemon. It's lemon. Nó là cái loại đồ uống nước chanh, thế nhưng mà nước chanh có ga có cồn. Thế nhưng mà vị của nó thì như là nước mơ của mình ấy. Hi hi, ngon lắm. Nước mơ nhưng kiểu là nước mơ lên men. Lên men mà nó thành hơi rượu rượu rồi ấy. Đây em giỏi đây. Vẫn đang tiếp tục sửa xe đây. Tai nạn à con? Xe bị tai nạn à? Dad, you should turn the fan on. I turn it on. Bật cái quạt lên cho nó mát. Ding 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 ding. Bật cái quạt lên này. Ở đây cho mọi người xem hai cái đèn mà mẹ sói lắp này. Đấy, lắp ở trên tường này. Hai cái đèn mà lần trước ở cái vlog trước mình có chia sẻ với các bạn đấy. Bình thường là để nó trúc xuống, nhưng mà để trúc xuống nó hơi bị chói, nên là thôi mình để cho nó chiếu lên trên trần như thế này, nó còn được nhiều ánh sáng hơn ý. Nào sói ơi, hôm nay thì mình sẽ dừng vlog ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở các vlog tiếp theo các bạn nhé. Bye.